Văn Lâm tạo ra cú lừa ngoạn mục trên thị trường chuyển nhượng. Son Heung-min vượt qua Quang Hải nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2018. Tottenham lập kỷ lục thắng đậm nhất mọi thời đại trên sân khách. Thị trường chuyển nhượng mùa đông đang rầm rộ. AC Milan đón ngôi sao đầu tiên. Liverpool tống cổ hai hàng thừa sang Bournemouth. Đó là những tin chính sẽ có trong bản tin của chúng tôi ngày 5 tháng 1 năm 2019. Sau đây là thông tin chi tiết. Thị trường chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam vẫn đang rung chuyển mạnh mẽ và tâm điểm xoay quanh câu chuyện mất rất nhiều giấy mực của Lâm Tây. Rất nhiều tin đồn cho rằng Lâm Tây giả vờ sang Thái khoác áo câu lạc bộ Muang Thong để gây sức ép cho câu lạc bộ chủ quản cho anh chuyển đến câu lạc bộ Hà Nội với mức lương cao hơn. Tuy nhiên, đích thân chủ tịch của câu lạc bộ Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hội cho biết: "Tôi khẳng định hoàn toàn không có chuyện Đặng Văn Lâm về khoác áo câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải mới. Nếu có, tôi xác nhận ngay chứ giấu truyền thông làm gì. Khi lúc này công nghệ đã quá phát triển. Tin đồn đó từ đâu tôi không biết, nhưng tôi khẳng định là không có chuyện này." Chưa dừng lại ở đó, đến thời điểm này, đội bóng của Thái Lịch vẫn chưa hề có động thái nào xác định rằng thủ thành của đội tuyển Việt Nam sẽ trở thành người mới của họ. Như vậy thì xem ra, những tin đồn chuyển nhượng của Lâm Tây trong suốt những ngày qua chỉ là hỏa mù mà thôi. Thề luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được, Thị trường chuyển nhượng châu Âu cũng hấp dẫn không kém gì thị trường chuyển nhượng Việt Nam. Cách đây ít giờ, trang chủ của câu lạc bộ AC Milan đã công bố tân binh đầu tiên trong thị trường chuyển nhượng mùa đông. Ba lãnh đạo của Rossoneri xác nhận có được sự phục vụ của Lucas Paqueta từ Flamengo với mức phí chuyển nhượng vào khoảng 35 triệu euro. Tiền vệ người Brazil sẽ gắn bó với sân San Siro trong thời hạn 5 năm đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Được mệnh danh là Kaká mới của Brazil, tài năng 21 tuổi góp công 13 bàn thắng trong 65 lần thi đấu trong áo của Flamengo. Hồi tháng 9 năm ngoái, Paqueta đã có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Brazil trong chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Mỹ. Sau thất bại trước Manchester City, không biết vì có phải quá tức giận hay không mà ban lãnh đạo Liverpool đã đuổi hai ngôi sao của mình ra đường. Cái tên đầu tiên bị tống cổ ra khỏi sân Anfield là Dominic Solanke. Ngôi sao này sẽ chuyển sang Bournemouth với giá 19 triệu bảng. Trong khi đó, Nathan Clyde cũng chuyển đến bến đỗ cùng tên, nhưng là cho Bournemouth mượn đến hết mùa. Đó là hai thằng học trò mé biết nghe lời gì cả và không có sự tiến bộ. Các bạn biết đấy, Dominic Solanke là một thằng trẻ măng nhưng lại mắc bệnh ngôi sao và chậm học hỏi. Trong khi đó, Nathan Clyde là một thằng lớn rồi nhưng vẫn còn trẻ trâu, lại dính chấn thương nữa. Chừng đó là quá đủ để chúng tôi cho nó đi, cho đỡ tốn cơm tốn gạo. Riêng trường hợp của thằng Nathan Clyde, nếu sau mùa giải cho mượn này nó vẫn chơi không tốt, chúng tôi sẽ cho nó sang Sông Lam Nghệ An đá cặp với Quý Ngọc Hải. Việc ghi bàn vào lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng và góp công loại Việt Nam ở ASEAN 2018 là thành tích quan trọng nhất trong năm qua của Son Heung-min. Và đó là lý do khiến cầu thủ người Hàn Quốc vinh dự nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất châu Á năm 2018 do Titan Sport tổ chức. Đây là lần thứ tư ngôi sao người Hàn Quốc đoạt danh hiệu cá nhân sáng giá này. Phát biểu sau khi nhận giải thưởng cao quý của mình, Gà Son cũng không kiềm chế được cảm xúc. Trước khi giải thưởng này được công bố, tôi không nghĩ mình lại có được danh hiệu này. So với Quang Hải, tôi vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều. Các bạn biết đấy, cậu ấy vừa nhận danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam, điều mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nhận được. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã cơ cấu cho tôi nhận giải thưởng này. Và ngày 6 tháng 1 tới, tiền vệ của Tottenham Hotspur sẽ cùng đội tuyển Hàn Quốc chinh phục chiến dịch Asian Cup với thách thức đầu tiên là đội tuyển Trung Quốc.
Chưa dừng lại ở đó, Gasol còn vừa góp công giúp câu lạc bộ chủ quản tạo ra một kỷ lục trong suốt chiều dài lịch sử của mình. Đó là trận thắng đậm nhất trên sân khách với tỷ số 7-0 trước Tranmere Rovers tại FA Cup. Ở trận này, Son Heung-min tỏa sáng bằng một pha lập công ở phút thứ 57. Vào đêm nay và rạng sáng mai, các trận đấu từ vòng 3 của FA Cup sẽ tiếp tục diễn ra. Trong đó tâm điểm của sự chú ý là trận đấu giữa Manchester United và Reading. Dù thiếu vắng Paul Pogba về chấn thương, nhưng với phong độ đang lên cao của Quỷ Đỏ, MU vẫn được các nhà cái đưa ra tỷ lệ chấp là 2/1/4 trước Reading, tài xỉu là 3/3.5 trái. Trong khi đó, Chelsea cũng được các nhà cái đưa ra tỷ lệ chấp là 1/5/2 trái trước Nottingham Forest, tỷ lệ tài xỉu là 3. Tỷ lệ kèo của các trận đấu này cũng là tin tức cuối cùng trong bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bản tin ngày mai.